Bố tớ bảo là bố tớ sẽ không kịp về dự lễ tổng kết của chúng mình, cho nên là bố tớ mua quà đền bù cho tớ đấy. Ừ, mình vẽ thôi. Romeo tớ luôn ước ao có một chú cún con, thế nên là bây giờ Romeo tớ sẽ vẽ một chú cún thật cute nha. Yes. Bây giờ á, em đậu tớ sẽ vẽ một món đồ ăn rất là ngon luôn nha. Đầu tiên là chúng ta vẽ một hình tròn, xong sau đấy vẩy thêm một chút vàng vàng vàng. Trông nó rất ngon và hấp dẫn lên các bạn ạ. Các bạn ngửi thấy mùi thơm không? Các bạn ngửi đi. Đây chính là mùi cuộc sống các bạn ạ. Đây là một món ăn rất là hấp dẫn luôn. Khó như vậy á mà e động
còn mua được. Đâu nghe tớ, nhất quyết không để thua cuộc. Yes. Một chiếc hộp màu xanh và một chiếc ống hút giấy á. Được rồi, các bạn ơi, hãy cùng đi tìm được Tomia tới nhé. Đi thôi. Ôi, các cậu ơi, tớ tìm được một chiếc hộp hình vuông rồi này. Ơ, nhưng mà chiếc hộp này là hộp nhựa và không có ống hút giấy. Một chiếc hộp màu xanh mà lại có ống hút giấy, chắc chắn là có nước bên trong rồi. Vậy thì đây có thể là một hộp sữa. Và mình cũng đi ra quầy sữa nhá. Đi. Các cậu ơi, cái hộp này màu xanh giống như hộp em đã vẽ này. Để tôi xem nào. Uầy, còn có cả ống hút giấy nữa. Thì ra thứ em đã muốn tớ mua chính là hộp sữa Milo nhỉ. Mà này, tớ cực kỳ thích tinh thần của Milo khi đã hay ống hút nhựa và ống hút giấy này các bạn. Vậy thì từ bây giờ, Romia tớ cũng sẽ hứa hạn chế sử dụng túi ni lông để có thể bảo vệ môi trường nha. Và bây giờ thì tớ cũng thay đổi thói quen hàng ngày học tập tinh thần của Milo nhí để chúng ta sẽ bảo vệ môi trường, được không? Ta-da! Các bạn ơi, để tớ kể cho các bạn nghe này. Vừa nãy khi mà thanh toán, chị Thu Ngân có hỏi tớ là em có muốn dùng túi ni lông không? Thì Romia tớ đã trả lời là không. Bởi vì tớ học tập tinh thần của Milo nhí á, thay đổi thói quen sống hàng ngày để bảo vệ môi trường đấy. Giống như là Romia tớ này, mỗi lần đi siêu thị ở đi chợ nha, tớ có thể mang một chiếc túi vải như thế này. Rồi, bỏ đồ vào đây. Đó. Như vậy, chỉ cần bạn thay đổi thói quen sống hàng ngày là có thể góp phần bảo vệ môi trường thôi. Giờ thì cùng Romia tớ về thôi. Này, em đậu, hay là bọn mình vẽ giống nhau đi. Không. Không. Nhớ đâu, cậu vẽ món gì đắt quá, tớ đủ tiền đâu mà mua. Cậu đừng có lo, đã có Romia tớ ở đây giúp cậu rồi. Romia tớ, cái gì mà chẳng có. Mà nhá, nếu như cậu để tớ thắng thử khách lần này thì tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều sữa Milo nhí, được không? Nhiều là bao nhiêu? Nhiều á, là cực nhiều ấy, không bao giờ đếm hết được á. Ok. Vậy bọn mình vẽ siêu xe đi. Cậu cứ vẽ bất kỳ chiếc ô tô nào mà cậu muốn. Wow. Ui, ê đi đâu, chưa bao giờ có một chiếc ô tô cả. Nhưng mà vì Zomia đã hứa giúp tớ, cho nên tớ sẽ vẽ hẳn một chiếc siêu xe luôn. Rồi, đợi đến hôm tổng kết á, Romia tớ sẽ cử siêu xe đến tận nhà đón cậu luôn. Ok? Ok. Ui, đây là thử thách vẽ gì mua đấy đã trở thành thử thách ước gì có đấy. Alo, này anh Động, cậu vẽ siêu xe gì mà lại màu xanh lá thế kia? Nhà tớ chỉ có siêu xe màu hồng thôi. Cậu á, tự lo mà tìm ô tô của mình đi. Hả? Cậu đã bảo giúp tớ rồi mà. Romia nhà giàu còn có xe ô tô để mà đi. Chứ nhà nghèo như tớ, đến xe hai bánh còn chả có, huống gì là xe bốn bánh cơ chứ. Đến xe hai bánh còn chả có, huống gì là xe bốn bánh cơ chứ. Tớ phải làm sao đây hả các cậu? Em đi đậu à? Andy đậu à, con biết đây là gì không? Đây là những chiếc ống hút giấy có khả năng tự phân hủy, khác với những chiếc ống hút nhựa nằm sâu trong lòng đất hàng trăm năm. Yes. Con uống sữa Milo nhí thì hãy học tập tinh thần bảo vệ môi trường này nhé. Vâng ạ. Wow.
một chiếc siêu xe thì không thể thiếu mui xe được đúng không các cậu? Và bây giờ Andy Động sẽ làm một chiếc mui xe cực ngầu. Bây giờ nha, là đầu tiên tớ sẽ dán vào đây để tớ cố định phần của thùng sữa này. Đó, làm tiếp đến cái này. Bây giờ tớ sẽ làm chiếc đèn pha cho ô tô của tớ nhá. Yes. Đây, sẽ cuốn này này. Sao nó không vào nhở? Đấy, này. Các cậu ơi, bây giờ tớ sẽ dùng phần bìa cắt tông này để cuốn thành chiếc vô lăng cho siêu xe của tớ nha. Đầu tiên là tớ cắt bìa cắt tông thành hình tròn. Sau đó cắt vải dạ màu xanh lá, gắn vải dạ lên chiếc bánh xe của tớ này, rồi gắn những hộp Milo nhí lên chiếc siêu xe của em đi đâu. Sao thế con gái? Bố. Bố ra về rồi đây. Bố. Em đi đâu? Tớ xin lỗi. Năm học vừa qua chúng ta đã đạt được thành tích rất là tốt. Yes. Và bên cạnh việc học tập, cô muốn tuyên dương bạn Em đi đâu. Bạn rất thông minh và sáng tạo trong việc tái chế chất liệu có thể tái sử dụng. Bạn là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta về ý thức bảo vệ môi trường. Yes. Cô mong tất cả các bạn trong lớp hãy cùng học tập Andy Đậu sử dụng ống hút giấy thay vì ống hút nhựa để bảo vệ môi trường nhé. Còn Romia, cô phê bình em vì đã gian lận, quá hiếu thắng và khiến bạn bè xấu hổ. Từ nay em hãy rút kinh nghiệm nhé. Còn các em, bây giờ kỳ nghỉ hè của chúng ta chính thức bắt đầu.
Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.